số bằng tài khoản định danh cho nó tập trung đối tượng. Cái loại thứ hai là khoản tín dụng. Khoản tín dụng thì bao gồm các loại khoản tín dụng tích và khoản tín dụng đây. Khoản mặt này vào là chuyên ngành khoản mặt này, nó làm việc gì? Nó làm việc thu thập số liệu, thu thập số liệu về các bạn chúng ta thấy có những vụ điều tra vấn đề phân tích số liệu đây, phiên giải kết quả và trình bày số liệu đây, giải kết quả và trình bày dữ kiện, phiên giải kết quả và trình bày dữ kiện. Như vậy cái này ta tập trung chính là số liệu, à số liệu. Vậy thì tại sao là tổng cục một bắt các bạn chúng ta xuống dưới nhà dân, ta làm gì dưới nhà dân vậy? Chính là thu số liệu rồi các bạn, à chính là thu số liệu rồi. À như vậy thì ở dưới cộng đồng có bao nhiêu người có kiến thức tốt, thái độ tốt, thực hành tốt, thì là cũng gắn họ nghiên cứu về cái mảng là kiến thức thực hành KPI của giáo dục phổ thông đấy. Tiếp theo mục đích của nó là tìm ra bản chất quy luật của các hiện tượng kinh tế, xã hội và tự nhiên. À, ví dụ chúng ta nói là tại sao mà ta biết được tỷ lệ tăng huyết áp trên Việt Nam 2015 người trên 18 tuổi thì lại tăng huyết áp là 18%. Tại sao ta biết? À, tại sao người ta thống kê ra được những nhân dân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam? À, trong số mà những người mà tử vong ở Việt Nam thì nguyên nhân hàng đầu là bệnh tim mạch chiếm 33%. Ở đâu đây? Đó là do điều tra về sự kiện của tỉnh Nam Định. Đấy, như vậy chúng ta học cái cách học thống kê chính là học cách chuyển từ số liệu chuyển thành thông tin, chuyển từ số liệu chuyển thành thông tin thì thôi. Ví dụ quan sát giới tính 10 người nhận xét thấy là nam, tôi nhận thấy kết quả là nam, nữ, nữ, nam, 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 nữ, 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 nữ. Rồi cái số này chỉ là chúng ta đưa ra cho cả hai cái trình bày cái con số một trên cái tài liệu hoặc là cái tủ thuyết trình nha. À, số này chúng ta sẽ trình bày như thế nào để mình gọi là chuyển từ dữ liệu sang thông tin. Chúng ta nhận thấy nha, có bao nhiêu người nữ, có bao nhiêu sáu người, có bao nhiêu nam, bốn nam, đấy nữ chỉ bao nhiêu phần trăm trong cái mẫu quan sát, 60% nam chiếm nhiều, chị nam có ai nhiều hơn, nam chiếm nữ nhiều hơn nam, đấy nữ nhiều hơn nam, chiếm 60% cái số lượng quan sát, chị nói đó cái đơn giản, đấy như vậy chúng ta tiếp tục tiếp cận tới cái phần gọi là số liệu và biến số. À, thế nào là số liệu và thế nào là biến số nha. Số liệu là tổng hợp các đặc tính của đối tượng nghiên cứu, ví dụ tuổi giới, huyết áp, thời gian phát triển của thuốc chẳng hạn, đó số liệu đấy. Và cái số liệu này nó chia làm hai loại, là số liệu hàng số và thứ hai là số liệu loại biến số đấy. Hàng số thì các bạn chúng ta có gì, số bi, số ke, số avogadro đấy. Ví dụ như là bi nó có bằng 3.14 thì sao dễ một tỷ thì sao ke còn hai cho nên ta thấy đó. Còn avogadro là khoảng là 6.23 chẳng hạn. Những con số là những số cố định, bạn lấy cái máy tính có cái bộ túi thôi đấy, còn có một số ra đây không có ra được số đó, đó là hàng số, là số không biến đổi, à nó sẽ có những ý nghĩa riêng của nó đấy. Nhưng mà cái loại số liệu thứ hai chính là biến số, và đây là số liệu ta quan tâm đấy, chúng ta gọi là biến số. À, biến số là gì? Là những cái đặc tính, những cái đặc tính nó thay đổi từ người này qua người khác đấy. Thì làm sao để mà ví dụ cụ thể về ví dụ này, nhờ bạn đi, bạn nam này cho hỏi bạn nam bao nhiêu ký, 95 ký, mà bạn nam kế bên 65 ký, và bạn nhưng 75 ký, bạn 57 ký, bạn 100 ký, bạn 60 ký đấy. Và cái này tôi cho là cái biến số coi là trọng lượng cơ thể đấy. Thì khi mà tôi phun số liệu ra bao nhiêu ký là cái số ký của bạn gì mà thấy là nhiều, sáu bạn này trả cái trọng lượng 2.2 này đấy, tôi gọi đó là biến số đấy, tôi gọi đó là biến số. Biến số là trọng lượng cơ thể, và cái số mà tôi thu được đó chính là số liệu, số ký của bạn là số liệu, chính là số liệu của bạn. Rồi biến số, biến số thì chúng ta có biến số định lượng là những số được lượng hóa bởi những con số đấy, là biến số được lượng hóa bởi những con số. Ví dụ người A nặng 60 kg, người B nặng 40 kg chẳng hạn, đấy thì chúng ta có thể tính toán là A nặng gấp 1.5 lần B, chúng ta gọi đây là biến định tính. Đấy, rồi biến định tính nó mang tính chất quy hướng. Ví dụ như nam và nữ, đấy có bệnh không có bệnh, tăng huyết áp theo là
thứ hai đó là 1, 2, 3, 4 chẳng hạn, đó là tính số định tính đây. Và đấy thì các bạn cái ví dụ nhé, ví dụ tôi nói trị số đường huyết của một cái tôi nói là cái trọng lượng cơ thể của một người, trọng lượng cơ thể của một người nhé, thì đó là tính số định lượng. À, nhưng tôi hỏi người đó có béo phì hay không, có không thì đó là tính số định tính. À, nó có hút lá hay không là tính số định tính, tính số lượng hút thuốc trong một ngày thì đó là tính số định lượng. Đấy, tôi nói là ví dụ như có uống cà phê không uống cà phê, à, tính số định tính. Nhưng mà tôi hỏi là uống bao nhiêu cà phê một ngày thì số gì, định lượng. Đấy, định tính nói về tính chất hạt tính, định lượng nói về số lượng. Đấy, ví dụ ta nói về cái tiền sử gia đình có bệnh tim mạch, nó có không là tính số gì, định tính. Và tôi hỏi trong gia đình anh có bao nhiêu người mắc bệnh tim mạch thì đó là tính số định lượng. Đấy, không được. Đấy, nếu có đáy tháo đường thì không đáy tháo đường là tính số gì, định tính. Nhưng mà trị số đường huyết của người ta là định lượng. Thế các bạn tập một việc hay gọi tính số này ra thôi. Có gì khó khăn không? Rồi, biết định lượng là chỉ làm biết định lượng liên tục. Ví dụ như đường huyết và cân nặng, định lượng liên tục nghĩa là khi chúng ta bạn trục số ra để có thể số các bạn thấy. Nó có thể sao? Điện lắp này trục số tức là nó quay cả số lại thì các bạn gọi là số tập hợp. Đấy, ví dụ như là chỉ số đường huyết, cân nặng đường huyết có thể là 6, 6.4, 7.0, 7.1 vân vân. Cân nặng ta có 45.5 kg, 45.9 kg chẳng hạn. Đấy, bạn xài trong điện thoại thì cho khoảng 2 số lẻ đây. Đấy. Tiếp theo nữa là cái số rời rạc. Rời rạc nó khác với điện tục ở chỗ nào? Đó là cái số rời rạc không có số hạt rồi. Đấy, những cái gì mà không thể chia số thành phân tử chúng ta không đưa nó vào cái liên tục. Ví dụ như số răng của một người thì người ta 28 cái răng, 32 cái răng, chỉ có 2.5. Đấy, cái gì này là đấy. Rồi ví dụ như số bệnh nhân đến cơ sở y tế một ngày. Đấy, ví dụ như ở bệnh viện nào có trường khoản thì mỗi ngày khám trường khoản cỡ 1.000 bệnh. Đấy, 1.000 người đi. Thì đâu có thế nào được, chúng tôi đâu có thế nào được 1.999.500 người cơ sở y tế. Đó là liên tục của thời gian. Biết liên tục thì nó thường mang tính chất cân đồng to, còn là đẹp thường của bạn đến. Rồi, tương tự nếu là biết định tính thì nó cũng lại chia nữa. Định tính nó lại chia làm gì? Biết danh mục. Biết danh mục tức là gì? Phải phải chất liệt kê, hoặc là biết mặt liệt kê. Ví dụ như nghề nghiệp của người này là nghề gì? Ví dụ người A là bác sĩ, người B là bác sĩ, người C là điều dưỡng, người đó là y tế công cộng, chẳng hạn. Đó là nghề nghiệp. Đó, nó mang chất là gì? Nó xếp lớp. Ngoài xếp lớp ra cái gì hết. Phần nhóm xếp lớp là tiếp theo là những thứ hạng. Thứ hạng nó cũng là xếp lớp như vậy, nhưng mà nó lại có gì, nó lại có sự cao thấp của nó. Ví dụ như mức độ trầm cảm bệnh và tăng huyết áp, tiền tăng huyết áp, tăng huyết độ 1, tăng huyết độ 2. Đấy, ví dụ như là suy tim các hạng độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Đấy. Rồi ví dụ chúng ta nói là học lực thì các bạn là gì? Trung bình, khá, giỏi, xuất sắc. Đấy, đó là cái thứ hạng. Rồi tiếp theo nữa có cái loại biến bệnh gì không, chỉ có hai giá trị thôi, nam tử, có bệnh không có bệnh. Đây đó là ba loại biến bệnh tính. Chúng ta có thể chuyển dạng dữ liệu từ biến bệnh lượng sang biến bệnh tính, nhưng không thể chuyển từ biến bệnh tính sang biến bệnh lượng. Đó là nguyên tắc trong nguyên tắc trong chuyển đổi dữ liệu công nghệ. Tại sao vậy? Các bạn học thử hình dung nhé. Ta có nghe là ví dụ là về trị số huyết áp. Đấy, trị số huyết áp thì các bạn đang đọc, các bạn đo trị số huyết áp của một người. Đấy, số liệu của các bạn thu, ví dụ như 120 huyết áp thu nhé. Huyết áp thu 120, tôi chỉ nói huyết áp thu thôi. Đấy, huyết áp thu 120 thì người này có bị tăng huyết áp không các bạn? Không bị tăng huyết áp. Đấy, không bị tăng huyết áp, tăng huyết áp bình thường. Giả sử như các bạn ghi vào trong cái bảng số liệu của chúng ta đó, mình này không bị tăng huyết áp, các bạn không ghi cái số khác này, không ghi bạn để không tăng huyết áp này, các bạn đi về. Lúc đó khi bạn đi về nó số liệu tôi hỏi các bạn lại của người này, nếu không tăng huyết áp thì ta lại bao nhiêu? Không tăng huyết áp thì có thể là như huyết áp thì như có bình thường là 90 thì nó là 100 luôn. Đấy, bây giờ chúng ta làm như các bạn chúng ta không biết. Cho nên số liệu có thể chuyển từ định lượng sang định tính.
nhưng chuyển đến tinh thần tự chuyển cũng được. Chẳng hạn xuống hợp đồng đo số liệu chúng ta đo chúng ta biết là tấn cáp thì như là bạn bán được công việc là nó là bệnh nhân hay bị tăng tấn cáp là công việc đấy, nhưng mà khi mà về hỏi được cái phần mô tăng tăng là gì, gặp một bốt là tăng 180 là tăng đấy, thì không thể chuyển từ tinh thần tự chuyển được, chỉ thể chuyển từ định lượng sang tinh thần. Nên khi mà đi ra ngoài một số liệu làm đó các bạn là gì, lấy cái biết đặt vào đi số ra đấy, đâu cắt đi số ra ghi ra xong rồi gì mà đem về là bắt đầu đưa vào mình chuyển sang định tính và cái định lượng mình chuyển sang định tính, nếu là có bị hỏi không hỏi thì mình lấy cái định lượng lấy ra để trả lại là như vậy. Từ trước là cái này mà tôi nói các bạn nói là tại sao tôi nhắc kỹ cái bộ này, hồi trước là trong phòng một cái nhóm là cả đi trong phòng hai đó, có mấy anh chị tôi quá hay luôn đi xuống cộng đồng một số liệu sao đó ghi vô trong cái bảng số liệu là có tăng huyết áp không tăng huyết áp, kết quả vậy mình kể đưa ra một dòng vậy đó, năm người của em thu thập đều bị tăng huyết áp hết, một chỉ số áp họ là nhiều, bây giờ không biết đây là một số liệu bạn coi lại hơn là có ghi chỉ số huyết áp vô và đo đó, theo thói quen là cái ghi trong cái tờ giấy lấy cái phòng các bạn lại đấy, để mà thấy là cái tờ có để mà lưu ý. Rồi ví dụ cho các chỉ số sao, ví dụ giới tính, nhóm máu, huyết áp cao, có cao huyết áp hay không, mức độ suy tim theo cái hội tim mạch New York, các chỉ số trên một loại chỉ số nào, muốn biết mà trả lời cái việc là một loại chỉ số nào bạn, thì việc đầu tiên chúng ta phân ra anh này tính tính không tính, nếu định lượng thì anh ta có lắp đầy chỉ số hay không, lắp đầy chỉ số hoặc là có số phân này thì anh ta anh không lắp đầy số cái mặt kinh tế mà anh có ta là biết rồi. Còn nếu là định tính thì chúng ta xem có mấy giá trị, nếu có hai giá trị thì chỉ phần, nếu trên hai giá trị chúng ta xem trên hai giá trị nó có tương tự hay không, nếu trên hai giá trị thì anh cái xét lớp là tương dành, còn nếu trên hai giá trị mà nó bất chắc xét lớp nào là cái cao hơn kia thì đó là biến tướng quan của biến tướng tự và biến số biến số có nào bốn năm có năm là biến số hai cái định lượng ba cho đến một lần. Như vậy thì cái số liệu a khi quan toàn các loại biến số thì nó còn loại biến mạnh ở đâu đấy, chỉ có năm loại biến số này thôi đấy. Như vậy thì vào thi thì cứ đưa cho các bạn thử một cái loại đưa cho các bạn một cái biến số hỏi bạn đây là cái gì đấy, và đưa ra a b c d và trong bốn biến số này biến số nào là biến số định tính, và tôi phải hỏi kỹ hơn xíu là định tính không nhận hàng này thì hỏi trong bốn biến số này giới tính rồi cân nặng rồi cái nghề nghiệp rồi cái học lực đâu là biến số định tính gì hơn cái nào các bạn giới tính tại sao nó có hai giá trị vậy đó là như vậy rồi ở thêm mình làm bài tập cái đi cho nó tận cùng đấy. Rồi, mời bạn. Rồi, địa phân tức là cái giá trị xếp danh mục, tức là xếp lớp thôi, thứ tự tức là xếp trên dưới. Xếp lớp là biến định danh. Ở các bạn đấy, tại sao là nhóm áo là biến số định danh? Còn là biến số danh mục, tại sao là biến số định danh mục? Tại vì họ đã thì không có trên dưới có thứ tự nó nhau là như nhau cả đây rồi các bạn rồi tiếp theo mời bạn đi vì số huyết áp và vì số tính tính tương tự các bạn alo chỉ số mà chỉ số là định tính vì số khác định tính định tính gì bạn định lượng ra các bạn định lượng tiếp tục hay là đẹp
Để giao diện của nó đây. Nếu mà tôi không trước tôi báo các bạn thì các bạn nhóm về cái